Thưa quý vị, hôm nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các bộ ngành địa phương bị ảnh hưởng của bão số 3 để triển khai 4 nhiệm vụ lớn, đó là khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, khôi phục sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đây là hội nghị thứ 2 của Thường trực Chính phủ sau cơn bão lịch sử này. Tại hội nghị, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra. Theo các báo cáo, bão số 3 là cơn bão có cường độ mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông và 70 năm qua trên đất liền nước ta. Siêu bão Yagi là cơn bão lịch sử với các yếu tố cường độ rất lớn, giật đến cấp 17, tốc độ cao, sức tàn phá lớn, phạm vi rất rộng, đối tượng tác động nhiều, thời gian oanh tạc dài trên đất liền trên diện rộng, gây thảm họa về sạt lở, lũ ống, lũ quét kinh hoàng, hậu quả rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác hại đến sản xuất kinh doanh, sinh kế và đặc biệt là tâm lý của người dân. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí và các địa phương, bây giờ chúng ta phải rà soát cái số người dân, cái số hộ gia đình bị mất nhà không có nơi ở. Thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên tinh thần như thế này để rà soát và chúng ta sẽ triển khai ngay những cái làm nhà mà lực lượng công an chúng tôi đã từng làm rất nhanh và để làm sao đảm bảo cái cuộc sống cho người dân. Bộ Công an cũng sẵn sàng vận chuyển và cung cấp đến cho người dân mà đói mà do ảnh hưởng. Do vậy đề nghị bổ sung cho chúng tôi gạo từ dự trữ và anh em chúng tôi cũng sẽ chuyển đến tận tay những người dân từ cơ sở. Để báo cáo Thủ tướng cái này đi nhanh và gọn được. Chúng tôi quán triệt một cách thực hiện nghiêm cái tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là càng trong lúc khó khăn thì bộ đội càng phải chủ động đến với nhân dân, không được để nhân dân phải tìm đến bộ đội. Và chính vì vậy thì người giao cho các quân khu, các đơn vị đóng quân trên các địa bàn phải chủ động phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức lực lượng phương tiện để kịp thời đến để ứng phó khắc phục các hậu quả do mưa lũ gây ra. Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng thì Lào Cai đã phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam đã quyết tâm tái thiết lại cái thôn Làng Nổ và không những thế mà còn tái thiết cả cái thôn tại Nộng Tông, 15 hộ cũng bị mất hoàn toàn. Hiện nay chúng tôi cũng vẫn đang tìm kiếm. Hiện nay sáng nay thì hai máy xúc mới đi vào được đến nơi để tiếp tục tìm kiếm 8 người còn mất tích ở đó. Và chúng tôi quyết tâm làm cả hai thôn này trước 31 tháng 12 năm 2024. Tôi cũng mong muốn là các ngân hàng thương mại là có chính sách là giảm lãi suất và các ngân hàng cho cả vay vốn đối với lại các hộ nuôi trồng thủy sản rồi là hộ trồng rừng. Đấy, bây giờ thì báo cáo ông chí là tất cả các hộ này bây giờ mất hết. Người vay vốn cũ cũng đã mất. Bây giờ cũng không biết là lấy cái gì để mà thế chấp để mà vay vốn nữa. Đến ngày 16 tháng 9 tức là thứ hai tới đấy thì vẫn còn 99 trường học và điểm trường là chưa thể hoạt động được. Và theo ước tính của Lào Cai thì đến ngày 23 tháng 9 sẽ vẫn còn 17 trường mà việc khôi phục lại là không khả thi. Thế thì Bộ Giáo dục Đào tạo có một kiến nghị thì với các tỉnh chưa tự cân đối được ngân sách mà đối với 17 trường mà không thể sử dụng được tiếp thì nên đề nghị là dùng ngân sách của Trung ương để hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai và Yên Bái để trước hết là dựng trường tạm cho các cháu tiến hành học tập và sau đó lên kế hoạch có nguồn kinh phí để xây lại trường, đảm bảo về cái việc sử dụng kinh phí được thuận lợi nhất và nhanh nhất. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tích cực chủ động tổ chức thực hiện các nhóm giải pháp nhanh, chóng, đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp lớn để khắc phục hậu quả bão số 3, khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ, chia buồn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của bão số 3, nhất là các gia đình có người thiệt mạng, mất tích, bị thương do bão lũ gây ra. Thủ tướng nhấn mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo ứng phó khắc phục hậu quả bão lũ rất đồng bộ, quyết liệt, bài bản dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp, sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế. Bộ Chính trị đã họp chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trực tiếp đến chỉ đạo, thăm hỏi, động viên kịp thời,
Thường trực Chính phủ đã có nhiều cuộc họp, hội ý, trao đổi. Các lãnh đạo Chính phủ tới chỉ đạo tại các địa phương. Riêng Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 công điện bám sát diễn biến tình hình thực tế, chỉ đạo xử lý kịp thời những diễn biến đột xuất bất ngờ về lũ ống, lũ quét, sập cầu, vỡ đê, vỡ đập, thành lập sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão. Tuy nhiên, do đây là siêu bão với nhiều yếu tố chưa từng có trong lịch sử nên vẫn gây thiệt hại rất nặng nề. Đến nay đã có hơn 330 người thiệt mạng và mất tích, gần 2.000 người bị thương. Chúng ta chọn phương án tốt nhất trong các cái phương án có thể, rồi chúng ta tìm những cái còn trong cái mất một cách rất là tích cực. Thì báo cáo với các đồng chí như vậy. Và chúng ta huy động gần nửa triệu người, hơn 6.600 phương tiện để ứng phó. Tuy nhiên là chúng ta cũng không thể tránh được cái thiệt hại về người. Theo cái báo cáo của các đồng chí thì vẫn đang còn, và đặc biệt là cái tâm lý của nhân dân. Tôi đến cái vùng cái làng Nủ thì thấy thực sự là rất đau xót, báo cáo với các ông chị như vậy. Thủ tướng cho biết Chính phủ đã hỗ trợ các địa phương trên 350 tỷ đồng, 300 tấn gạo, hơn 1.000 tỷ đồng đã được quyên góp để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các bộ, cơ quan, địa phương đã thể hiện trách nhiệm rất cao, nỗ lực rất lớn để làm tốt nhất trong khả năng có thể. Cảm ơn nhân dân đã đồng hành vào cuộc cùng cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an trong ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão. Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn các cơ quan chức năng phía Trung Quốc đã phối hợp kịp thời, hiệu quả với các cơ quan Việt Nam trong việc điều tiết lượng nước các dòng sông giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: bám sát tình hình, dự báo chính xác, công tác tuyên truyền vận động phải nhanh, kịp thời, rộng rãi, chỉ đạo kịp thời, chính xác, phù hợp, hiệu quả. Các bộ ngành địa phương, các cấp phải chủ động tích cực với 3 trước, 4 tại chỗ trong phòng chống và khắc phục hậu quả. Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 6 mục tiêu lớn trong khắc phục hậu quả bão lũ. Không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu nước sạch, không có chỗ ở. Đó là cái mục tiêu lớn nhất hiện nay. Cái mục tiêu thứ hai là khẩn trương khắc phục hậu quả cái siêu bão số 3 này có hiệu quả. Cái mục tiêu thứ ba là nhanh chóng ổn định tình hình của nhân dân, tinh thần, vật chất. Cái mục tiêu thứ tư là khôi phục cái hiệu quả sản xuất kinh doanh. Cái thứ năm là kiểm soát tốt cái lạm phát và phấn đấu cái tăng trưởng cả năm là khoảng 7%. Rồi cái thứ sáu là đảm bảo cái ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. Rồi cái môi trường hòa bình để mà chúng ta hợp tác phát triển. Thủ tướng cũng nhấn mạnh từng nhóm nhiệm vụ giải pháp tương ứng với từng mục tiêu trên. Trong đó, với nhóm nhiệm vụ khắc phục hậu quả siêu bão, Thủ tướng yêu cầu tập trung cho công tác tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, bố trí chỗ ở tạm thời cho người bị mất nhà hoặc nhà bị hư hỏng, cung cấp lương thực, thực phẩm, nước sạch, cứu chữa người bị bệnh. Rà soát, kiểm tra, tiếp cận bằng được, bằng mọi cách những nơi bị chia cắt, cô lập để hỗ trợ tiếp tế người dân. Tập trung cả hệ thống chính trị và các lực lượng dọn dẹp vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, không để mất điện, mất sóng viễn thông và các dịch vụ thiết yếu, sửa chữa ngay các cơ sở y tế và giáo dục bị hư hỏng. Về nhóm nhiệm vụ ổn định tình hình cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại của nhân dân và nhà nước, hỗ trợ ngay cho người dân bị thiệt hại, cố gắng ổn định tại chỗ, hỗ trợ giải quyết hậu sự cho những người xấu số. Thủ tướng đánh giá cao Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam đã phối hợp với tỉnh Lào Cai khẩn trương triển khai việc tái thiết xây dựng nhà ở cho tất cả người dân thôn Làng Nủ, huyện Bảo Yên và thôn Nậm Tông, huyện Bắc Hà. Đồng thời cho biết đã giao Tập đoàn Dầu khí phối hợp với tỉnh xây nhà mới cho 17 hộ dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương rà soát các thôn bản bị vùi lấp, các gia đình mất nhà, tổ chức tái định cư tại nơi an toàn, chậm nhất tới ngày 31 tháng 12 năm nay phải hoàn thành việc xây nhà mới, bảo đảm an toàn, an dân với yêu cầu nhà phải có 3 cứng là nền cứng, vách cứng và mái cứng. Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê sửa chữa các trường lớp thiết bị để trong tháng 9 này tất cả các cháu học sinh trở lại trường, kết nối giao thông thông suốt, làm tốt công tác an sinh xã hội, nghiên cứu miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên bị ảnh hưởng. Về nhóm các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh, Thủ tướng yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại các cơ sở sản xuất kinh doanh để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất.
Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng nghiên cứu chính sách giãn hoãn khoanh nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất không đồng. Bộ Tài chính nghiên cứu giảm, giãn, hoãn thuế phí lệ phí. Bộ Công Thương bảo đảm vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Ngân hàng chính sách xã hội có phương án cho vay các hộ gia đình. Ngành bảo hiểm thanh toán kịp thời cho các thiệt hại của doanh nghiệp và người dân. Về đề xuất của các địa phương, Thủ tướng đồng ý hết về chủ trương, yêu cầu các bộ ngành phối hợp với địa phương triển khai ngay và luôn. Trong đó các địa phương cần bao nhiêu gạo thì cấp bấy nhiêu và cấp thêm gạo cho lực lượng quân đội công an để chuyển đến người dân. Về cầu Phong Châu ở Phú Thọ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có chỉ đạo phải hoàn thành sớm việc xây cầu mới. Thủ tướng đồng ý về việc sẽ sử dụng ngân sách trung ương để xây cầu mới, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025. Còn trước mắt, Thủ tướng đã chỉ đạo bắc cầu phao qua sông khi điều kiện thời tiết cho phép để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.